Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện một miếng lót ly có họa tiết hoàng dương giống như thế này. Đầu tiên mình sẽ đi chuẩn bị nguyên liệu nhé. Thứ nhất mình sẽ cần là sợi cô tông Việt Nam màu nâu để mình làm nhị hoa. Các bạn có thể sử dụng 1 mm hoặc là 2, nếu mà 1 mm thì mình phải chập hai sợi lại. Sợi cô tông Việt Nam màu vàng để mình làm cánh và sợi màu xanh để mình làm phần cuống lá. Đầu tiên mình sẽ tạo một vòng tròn ma thuật, sau đó mình móc vào vòng tròn này 7 mũi đơn. Mũi đơn thứ nhất, mũi đơn thứ hai, mũi đơn thứ ba, mũi đơn thứ tư, mũi đơn thứ năm, mũi đơn thứ sáu và mũi đơn thứ bảy. Sau đó mình sẽ kéo vòng tròn ma thuật này chặt lại. Và mình kết thúc bằng một mũi trượt nhé. Ở đây sợi mình do mình chập nên rất dễ bị tơ sợi. Các bạn lên một mũi bính. Mình sẽ lên một mũi bính. Và bây giờ ở hàng đầu tiên mình sẽ tăng, mỗi một chân móc này sẽ là 2 mũi đơn. Thì ngay ở chân móc mà mình vừa lên mũi bính, mình sẽ móc vào đây 1 mũi đơn ở chung một chân. Và mình sẽ sử dụng một len màu khác để mình đánh dấu mũi đầu tiên của hàng. Tại vì mình sẽ không móc kết thúc hàng mà sẽ móc hình xoắn ốc luôn. Rồi, bây giờ ở chân móc thứ hai mình sẽ móc vào đây 2 mũi đơn, 1 2. Chân móc thứ ba cũng móc vào đây 2 mũi đơn. Vừa móc các bạn vừa giấu cái phần len thừa đi nhé. 2. Chân móc thứ ba, 1 2. Chân móc thứ tư, 1 2. Chân móc số 5, 1 2. Chân móc số 6, 1 2. Và chân móc số 7. Mình sử dụng một sợi len màu khác để mình làm dấu, hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng kim đánh dấu nhé. Rồi bây giờ ở hàng tiếp theo, pin yếu à,
Bây giờ ở hàng tiếp theo. Các bạn sẽ tăng cho mình theo quy tắc là 1 2 1 2 nhé, tức là tăng ở chân móc thứ hai. Bây giờ mình bắt đầu. Mình sẽ không kết thúc bằng mũi trượt mà mình sẽ móc luôn mũi thứ nhất. Mũi thứ hai, mình sẽ móc vào đây 2 mũi đơn. Mũi thứ ba mình sẽ móc bình thường 1 mũi đơn. Mũi thứ tư móc vào đây 2 mũi đơn. Mũi tiếp theo mình lại móc vào đây 1 mũi đơn. Tiếp theo mình sẽ móc vào 2 mũi đơn. Mũi tiếp theo lại là 1 mũi đơn. Và mũi tiếp theo là 2 mũi đơn. 1 2 Mũi tiếp theo là 1 mũi đơn. 1 Và mũi tiếp theo sẽ là 2. Như vậy là các bạn vừa móc xong hàng số 2. Bây giờ hàng số 3 thì mình sẽ tăng theo quy tắc là 2 1 1 mũi này. Mũi thì ở trên mũi thứ ba mình sẽ móc thêm 1 mũi nữa. Đó, mình sẽ tăng theo quy tắc là 2 1 2 1, có nghĩa là hai trên mũi móc 2 mũi đơn bình thường. Ở trên mũi thứ ba mình sẽ thêm 1 mũi ở trên mũi thứ ba này, mình đã móc vào chân thứ ba này thêm 1 mũi nữa. Tiếp theo mình đã móc 2 mũi đơn vào 2 trên mũi liên tiếp, và trên móc số 3 mình sẽ móc vào đây 2 mũi. 1 2 Tiếp theo mình lại móc bình thường 2 mũi đơn vào 2 chân mũi liên tiếp. 2 2 mũi vào chân móc thứ ba. Tiếp theo lại móc tiếp 2 mũi đơn. Theo quy tắc như vậy thì mình sẽ móc xong hàng số 3. Mình vừa kết thúc xong hàng số 3. Đây các bạn nhìn này, bắt đầu của mình nó sẽ đi theo hình xoắn ốc như thế này. 1 2 3 hàng, 1 2 3. Bây giờ mình sẽ móc hàng thứ tư. Hàng thứ tư thì mình tăng theo quy tắc là 3 1, có nghĩa là móc 3 mũi đơn và 3 chân móc liên tiếp. Thì ở chân móc thứ tư mình sẽ tăng mũi, chân móc thứ tư đây mình sẽ móc thêm 1 mũi đơn và cùng một chân móc này. Tiếp theo mình sẽ móc tiếp 3 mũi đơn và 3 chân móc, 2 3
móc thứ tư này mình sẽ móc ở đây 2 mũi. Tiếp theo mình sẽ móc 3 mũi đơn. 1 2 3 và 4. Rồi, mình lại tiếp tục. Cứ như vậy mình sẽ tăng. Tăng cho tới khi mình được kích thước như mình mong muốn nhé. Ở đây này, mình sẽ có hàng vòng tròn này, nó thật này, hàng 1, hàng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mình sẽ có 9 hàng. 9 hàng thì mình sẽ tăng quy tắc này. Hàng thứ 2 mình sẽ tăng gấp đôi. Hàng thứ 3 thì sẽ là 21. Hàng thứ 4 thì sẽ là 31. Hàng thứ 5 là 41. Hàng thứ 6 là 51. Hàng thứ 7 là 61. Thứ 8 là 81. Và hàng thứ 9 là 91. Mình cứ tăng theo quy tắc như vậy, mình sẽ được một vòng tròn phần nhị hoa giống như thế này. Sau đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn móc tiếp phần cánh này nhé. Mình gặp lại các bạn ở hàng thứ 9 nhé. Sau khi mình đã móc được một miếng tròn bằng cái kích thước có bông hoa rồi, nhị rồi, thì mình sẽ móc bước tiếp theo là mình sẽ móc phần cánh. Thì các bạn sẽ kết thúc hàng bằng một mũi trượt. Mình sẽ lên 4 mũi bính. Ở đây mình sẽ đếm xem mình sẽ có bao nhiêu mũi. Thì mình sẽ chia thì số cánh ở đây mình có 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 cánh. Thì các bạn sẽ đếm số mũi của vòng tròn này, sau đó mình sẽ chia cho 13 nhé. 6, 8, 12, 4, 16. Mình chia cho 13 thì sẽ được khoảng 5 cánh, 5 mũi và 1 cánh. Ở đây mình sẽ lên 5 mũi bính, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Và mình sẽ cách 4 mũi móc vào trên mũi thứ 5, 1 mũi đơn. Sau đó mình lại lên tiếp 5 mũi bính và móc vào trên móc thứ 5, 1, 2, 3, 4, 5. Để tạo cánh rồi. Tương tự như vậy các bạn sẽ móc cho tới hết hàng nhé. Các bạn sẽ móc cho tới hết hàng để mình được 13 phần như thế này. Và ở phần cuối cùng thì các bạn sẽ kết thúc phần tạo cánh cuối cùng này vào phần chân bằng một mũi trượt.
Nhưng mà ở đây mình sẽ thay thay màu len. Bây giờ mình sẽ chuyển qua móc cánh thì mình sẽ thay màu len ở đây bằng màu vàng. Móc mũi trượt. Mình lên một mũi bính. Sau đó móc vào phần giữa này một mũi đơn. Đồng thời các bạn dấu vào lên thêm vào này đi nhé. Sau đó móc một mũi nửa kép. Một mũi kép. Một mũi kép. Ba. Một. Hai. Ba. Kép ba có nghĩa là ba lần mình luồn kim qua ba lần sợi. Mỗi lần là 2. Sau đó mình móc một mũi kép 4. Kép 4 này. Đầu tiên mình sẽ qua một lần sợi, sau đó 3 lần mình qua 2 lần sợi. Và rồi mình lại quay về với kép 3. Một lần qua 2 sợi này, 2 lần qua 2 sợi này, 3 lần qua 2 sợi và kép 3. Sau đó mình lại quay về mũi kép. Một mũi kép. Rồi tới một mũi nửa kép. Và một mũi đơn. Tương tự cánh bên. Sau đó mình sẽ móc trong cánh bên cạnh này. Mình cũng bắt đầu bằng một mũi đơn. Tiếp đến là một mũi nửa kép. Sau đó là kép 3 qua 3 lần sau. Kép 4 qua 1 3 lần qua. Sau đó lại tới một kép 3. Tới một mũi nửa kép và một mũi đơn để kết thúc cánh hoa thứ hai. Như vậy mình vừa móc xong được một cánh hoa, cứ theo quy tắc là một mũi đơn này, một mũi nửa kép, một mũi kép, một mũi kép ba, mũi kép tư, rồi quay lại kép ba, kép nửa kép và mũi đơn. Tiếp theo cánh hoa thứ ba mình cũng bắt đầu vào một mũi đơn, một mũi nửa kép, một mũi kép, một mũi kép ba, một mũi kép bốn, hai, ba, bốn, sau đó quay về một mũi kép ba. Sau đó sẽ là một mũi kép và một mũi nửa kép. Kết thúc cánh hoa bằng một mũi đơn. Cứ tương tự như vậy các bạn sẽ móc hết những cánh hoa còn lại nhé. Sau khi thực hiện xong bông hoa cuối cùng này, mình cũng kết thúc bằng một mũi trượt. Nhưng ở đây mình sẽ tạo phần cuối. Mình sẽ thay trượt nó bằng một màu sợi khác. Ở đây sợi mình sử dụng sẽ là sợi màu xanh. Màu xanh.
chừa, sau đó mình sẽ móc lên để đứng. Và mình quật hai phần sợi này lại với nhau cho chắc chắn để không bị tuột. Mình cũng cắt phần sợi này vào, sau đó cột lại. Bây giờ mình sẽ đi mình đấu sợi. Mình sẽ đấu qua phần cánh hoa. Vậy là mình vừa hoàn thành xong mình việc móc một chiếc lót ly. Đây phần cuống thì mình có thể treo lên, treo miếng lót này lên tường được ha. Cánh cong rất là mềm mại. Thành công nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các hướng dẫn sau. Tạm biệt các bạn.